Hello, chào mọi người ạ. Xin chào cả lớp, cô Hoàng đây. Hello everyone, it's me. Today I'm going to show you a new topic about listening skill. Cải thiện kỹ năng listening skills, hay còn gọi là skill set about listening. Listening and speaking skills. Chào mọi người, các bạn ơi, đã lên chưa nhỉ? Cô Hoàng đang livestream với chủ đề đó là cải thiện kỹ năng nghe và đặc biệt là kỹ năng nghe trong khi giao tiếp. Nhiều bạn có nói với cô rằng là khi các bạn học, đặc biệt là khi các bạn nói chuyện với người nước ngoài, các bạn chẳng nghe thấy cái gì cả và không thể phản hồi lại được. Vậy cái vấn đề đầu tiên đó là về phần speaking đúng không ạ? Và vấn đề thứ hai đó là phần listening, là một cái chủ đề mà các bạn thấy là nan giải. Rất nhiều người biết người ta nói cái gì rồi nhưng nghe không hiểu hoặc không thể phản hồi lại được. Thì đây chính là vấn đề về phần listening skill nhé. Mọi người đang nhìn thấy cô chưa nhỉ? Xin chào mọi người ạ, mọi người đã nhìn thấy cô chưa? Hi and hello everyone. Chưa nhìn thấy ai cả. Các bạn ơi, các bạn đã nhìn thấy cô chưa? Xin chào tất cả mọi người. Rồi ạ. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ đợi một chút để các bạn cùng lên nhá và học với cô nhé. Các bạn có online không ạ? Vẫn chưa nhìn thì các bạn chắc là đợi một chút nhá. À đây rồi, cô thấy có người đây rồi ạ. Ok, nếu ai mà đã nhìn thấy cô rồi các bạn hãy comment trên dưới nhá để cô biết là các bạn đang nhìn thấy cô nào. Các bạn đã nhìn thấy cô chưa và get ready to learn with me? Are you ready to learn with me? Các bạn đã sẵn sàng cùng học với cô chưa ạ? Hello, chào mọi người, chào Linh nha. Rồi, chào Tiger. Chào Khánh Ly. Okay, so now let me start by saying something about listening skill. As you know, listening skill is one of the major or primary skills in English if you want to communicate very well in some context of daily life. So if you want to improve your listening skills, it means that your vocabulary and pronunciation must be very good so that you can adapt to all the speaking skill set that the other person is speaking. Tức là nếu mà bạn nào đang muốn nói về phần speaking skill á, thì các bạn cũng nhớ là listening skill là một cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Bởi vì nếu như các bạn nghe mà không hiểu được thì có hai vấn đề. Một đó là từ vựng các bạn kém, hai là phần phát âm của bạn quá kém. Thế nên là các bạn khi mà nghe người ta nói không biết từ đấy là từ gì và chúng ta không thể phản hồi lại được bằng cái ý của chính mình. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng cải thiện listening skill với cô bằng một số cấu trúc nhé. Và đặc biệt là phần pronunciation để giúp các bạn có thể cải thiện điều này. Và cô khuyên các bạn nhé, đặc biệt mà muốn listening skill của mình tốt thì chịu khó nghe nhiều. Nghe nhiều ạ, người ta gọi là practice makes perfect, có đúng không ạ? Practice makes perfect. Có nghĩa là càng nghe nhiều thì càng tốt. Nhưng nghe theo kiểu gì thì cô khuyên các bạn có một nghe đó là phần dictation listening. Dictation listening có nghĩa là nghe chép chính tả. Nghe và chép chính tả là một cách rất là tốt để các bạn có thể nâng cao khả năng của mình bằng cách vừa có từ vựng và vừa pronunciation. Các bạn biết rồi cách nghe chép chính tả là gì ạ? You repeat a sentence 1000 times until you are very perfect at it. Tức là khi mà các bạn nghe một câu mà các bạn nâng đến cái tầm là perfect với một câu rồi ạ, thì chịu khó miệng chúng ta lặp lại câu đấy. Đến khi nào mà mình cảm thấy rằng cái miệng của mình nói ạ, cái phần pronunciation của mình tiệm cận với những cái gì mình nghe được, đấy là kỹ năng mà các bạn sẽ thấy chúng ta rất là tốt để nâng cao khả năng nghe của mình. Đương nhiên, this method is a little bit time consuming. Nó khá là mất thời gian. Mất thời gian, chắc chắn là sẽ mất thời gian. Các bạn sẽ cần thời gian ít nhất là một ngày, cần một tiếng để nghe. Và ở cái phần này các bạn chịu khó script down những cái phần mình nghe được. Nhưng thực tế nó cực kỳ effective các bạn nhé. Rất là effective, mà nghĩa là rất hiệu quả. Vậy cô đã nói rồi ạ, đúng không ạ? Nothing can change in a night. Không có cái gì có thể thay đổi qua một đêm cả. Vậy chịu khó thay đổi cách nói, cách nghe của mình bằng cách practice makes perfect. Và đây chính là cách mà cô Hoàng đang luyện cho các học sinh của mình ạ. Được chưa? Học sinh cô Hoàng thì thông thường các bạn nào đã chăm chỉ thì không có ai là dốt cả.
nên là chịu khó học cùng với cô này, học cùng với các bạn, và đặc biệt là mình tự ý thức được tiếng Anh nó rất là quan trọng với mình. Ok, now, so now we are going to move on to the topic today, how to improve our speaking and listening skills. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần là làm thế nào để nâng cao được cái khả năng nghe và khả năng nói của mình nhé. Nào, ở đây cô có thể điểm qua một số từ vựng mà cô vừa nói này. Chúng ta vừa nói có một câu là từ practice makes perfect, là càng chịu khó nghe nhiều thì càng tốt ạ. Bởi vì nghe chính là cái quá trình để giúp các bạn hoàn thiện được từ vựng cũng như phát âm của chính mình. Đấy chứ ạ? Chịu khó nghe thật nhiều và chịu khó chép lại bài, đặc biệt là bằng phương pháp của cô đó như vừa nói là dictation listening, là chịu khó nghe và chép chính tả, có nghĩa là mình nghe một lần này, chưa biết được từ đấy là từ gì, nghe 10 lần. Nếu từ nào chưa nghe được, mình sẽ phải tìm những cái nguồn đấy, xem nguồn đấy nó có phần tape script, và các bạn check lại cho cô xem là từ đấy vocabulary của nó là gì. Và nếu cái phần vocabulary của nó mà từ mình chưa biết, mình phải note nó lại xem từ đấy phát âm của nó như nào chính xác này. Các bạn có thể nghe rất nhiều lần bằng cách người ta có thể đọc lại cho bạn, hoặc các bạn tự nhìn phần IPA để đọc, đúng không ạ? Nếu ai chưa biết phần IPA đọc như thế nào thì mọi người có thể hoàn toàn lên trên kênh YouTube Tiếng Anh của Hoàng Bựa xem lại phần cô hướng dẫn về IPA. Ok chưa? Rồi nha các bạn ơi. Nào, vậy bây giờ các bạn cùng nhớ cho cô nha. Câu đầu tiên cô Hằng muốn dạy các bạn đó là practice makes perfect. Practice makes perfect. Câu đầu tiên. Nào, cùng comment lại với cô nhé. Đây chính là phương châm học của chúng ta đấy ạ. Cùng comment lại để chúng ta biết rằng một từ chúng ta viết như thế đã đúng hay chưa. Nghe cô nói rồi thì chúng ta cùng viết lại nhé. So the first sentence I would like to deliver to you today is about practicing makes perfect. Có nghĩa là chúng ta càng luyện tập nhiều thì chúng ta càng perfect, càng hoàn hảo, đúng không ạ? Chịu khó luyện tập thật nhiều này. Và khi luyện tập thì hãy để ý đến phần gọi là phần tape script. Khi chúng ta nghe dictation listening thì tape script là một phần cực kỳ quan trọng nhé. Tape script hay còn gọi là script, mang nghĩa là cái phần chúng ta nghe được từ đó nó viết chính xác từng từ một là cái gì. Vậy khi các bạn tìm nguồn nghe, các bạn tìm những nguồn có tape script. Ok chưa? Rồi ạ. Rồi. Đấy chưa ạ? Ok nhé. Nào, cô vẫn đang giảng bài cả bằng phần phần phát âm cả về tiếng Anh và tiếng Việt, và cô đều nói song ngữ nha. Nếu bạn nào mà thấy nhanh thì các bạn có thể nói lại cho cô, còn nếu bạn ai cần hỏi câu hỏi gì các bạn cứ comment nhé, vì cô vẫn đang check comment bằng tiếng bằng điện thoại ạ. Đấy chưa? Câu đầu tiên của chúng ta sẽ là practice makes perfect. Practice makes perfect. Đấy chưa mọi người? Đây là phương châm đầu tiên của chúng ta khi học ạ, đặc biệt là về phần nói tiếng Anh, đúng không ạ? Và nghe tiếng Anh. Câu thứ hai chúng ta có phần là dictation listening, là cụm từ nghe và chép chính tả. Chịu khó nghe và chép cùng với tape script. Tape script là cái phần từ vựng nghe ra là cái gì, và dictation listening là phương pháp nghe chép chính tả. Chịu khó nghe và chép nhiều thì các bạn sẽ giỏi lên. Đấy chưa? À, cùng comment với cô những từ đấy nhé. Từ tiếp theo chúng ta có từ đó là time consuming, mà nghĩa là tính từ. Từ này thể hiện là mất thời gian. Phương pháp này khá là mất thời gian một chút, nhưng lại rất là hiệu quả cho các bạn khi các bạn muốn phát triển kỹ năng nghe, đặc biệt là những bạn đang mất gốc ạ. Đấy chưa? Rồi ạ. Ok, nào, và cuối cùng này. Although this method is a little bit time consuming, it is truly effective. Although this method is a little bit time consuming, it truly effective. It's truly effective. Đấy chưa? Nào, vậy các bạn nhớ cho cô câu đấy của cô nói là gì ạ? Mặc dù cái phương pháp này của chúng ta thì hơi mất thời gian một chút, but it's truly effective, mang nghĩa là nó khá là hiệu quả đấy. Truly effective mang nghĩa là rất hiệu quả. Vậy chịu khó nghe thật nhiều và chép thật nhiều nhá. Câu của cô như sau nhá, để bạn nào chưa nghe được các bạn có thể script lại với cô này. Although this method is a little bit time consuming, it is truly effective. Được chưa? Rồi. Nào, tạm nữa thì cô thử nói một số câu xem các bạn có thể xem là mình có script lại được chính xác những từ cô nói không nhé. Although this method is a little bit time consuming, it is truly effective. Mà nghĩa là mặc dù phương pháp này khá là mất thời gian một chút thôi, nhưng nó lại rất rất hiệu quả, để các bạn chịu khó theo dõi phần này nhé. Nào, vậy bây giờ chúng ta thử sức xem là cô Hằng nói một vài từ các bạn có thể script lại được không nhé. Bạn nào mà muốn comment lại bài học của cô thì các bạn có thể join vào nhóm tiếng Anh học học tiếng Anh này để bạn cùng học với cô ạ. Được chưa? Ok. Nào, vậy bây giờ chúng ta thử là câu của cô như thế này sẽ hơi ngắn một tí và hơi dài một tí, đây là tùy từng câu. Vậy các bạn thật nhanh tay nhé. Ready một chút để chúng ta còn gõ lại một số câu của cô Hằng nhé. Nào, câu đầu tiên mà cô Hằng muốn nói với các bạn ạ, đó là một câu có thể giúp các bạn hỏi được tình hình hiện tại mà chúng ta đang
học này, học tình hình về cuộc sống, tình hình về công việc của chúng ta như thế nào này. Now, how's it going? How's it going? Câu này nghĩa là gì và các bạn gõ lại cho cô nhé. How's it going? How's it going? Nếu bạn nào mà chịu khó luyện tiếng Anh, các bạn sẽ thấy từ này khá là quen thuộc với các bạn. Nhưng những bạn chưa biết thì các bạn chịu khó cũng nốt lại cho cô nha. Các bạn nghe được như thế nào ạ? How's it going? Nào mời các bạn cùng comment câu đấy xuống ạ. How's it going? If you want to say something when you are first meeting somebody, you just use the sentence, how's it going? Okay, so this sentence is very common for anyone who are the newcomers and then we want to ask them and then get acquaintance with them. Okay? Nếu mà bạn nào mà thấy là chúng ta gặp nhau trong lần đầu tiên này hoặc là gặp nhau lâu lâu mới gặp lại, chúng ta sẽ sử dụng câu này ạ. Vậy câu này có nghĩa là gì ạ? Cô thấy có rất nhiều người làm và comment ở đây rồi nhưng cũng rất nhiều người sai. Ví dụ như bạn Chính Quốc làm đúng này. We okay, how's it going? Chị Tâm ok, very good. Các bạn có thể sử dụng thành how is it going nhưng không phải là how is going như thế này ạ. Câu này của các bạn đang sai vì chúng ta thiếu động từ ở đây, à, thiếu chủ ngữ ở đây đúng không ạ? Chúng ta mới có WH và động từ chứ chưa có chủ ngữ. Vậy câu này sai về grammar basic của tiếng Anh rồi đúng không? Trong một câu chúng ta phải có một chủ ngữ và một động từ tối thiểu đã. Very good. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có câu như sau nha. Cảm ơn các bạn. Nếu ai comment thành how is it going hay how's it going như thế này đều đúng ạ. Hai câu này đều đúng ạ. Tuy nhiên, cô Hằng không nói là going đâu mà cô đọc là going. How's it going? Có nghĩa là trong American English, khi chúng ta muốn nói một câu, chúng ta sẽ không dùng đuôi ing mà chúng ta hơi nghiêng vào đuôi n một tí ạ. Có nghĩa là từ kết thúc sớm hơn, không có âm ngờ nữa. Vậy chúng ta sẽ không nói như này là how's it going mà cô nói là how's it going? How's it going? Nó chính xác là câu không dùng is mà đọc như thế này ạ. How's it going? Nối âm. How's it going? Đấy chứ ạ? Rất tốt ạ. Vậy cô đã thấy một số bạn comment rồi, nghĩa của nó là gì đây? Các bạn đã comment được câu, vậy nghĩa của câu này là gì ạ? What does it mean by saying, how's it going? Hey, hey man, how's it going? Hey man, long time no see, how's it going? Ôi bạn ơi, lâu rồi không gặp, how's it going? Vậy câu này nghĩa là? Cùng comment lại cho cô nha, câu này nghĩa là gì ạ? Rồi, thấy các bạn comment rất là nhanh đấy ạ. Very good. Rồi, cô đã thấy đấy rồi ạ. Now, what does it mean by how's it going? How's it going? Ok, rồi chính xác ạ. Dạo này như thế nào? Mọi thứ như thế nào? Very good. Các bạn có thể hiểu là dạo này như thế nào này? Mọi thứ như thế nào này? Có gì mới không? Cũng sử dụng câu how's it going. Được chưa? Tức là chúng ta lâu ngày không gặp nhau, các bạn có thể dùng câu này để hỏi, chào hỏi, cập nhật tình hình của nhau và thể hiện là mình người rất là quan tâm người khác. Very good. Now, let's move on. Câu tiếp theo nhé. Now, it's been a while. It's been a while. It's been a while. Câu này nghĩa là gì ta? Cô còn nói câu tiếp theo này, các bạn cùng nghe và các bạn cùng comment lại cho cô nhé. Now, listen to me because you are going to listen about the sentence and then you can strip them down. Nào nghe cô nhé. It's been a while. It's been a while. Câu này nghĩa là gì? It's been a while. Đúng rồi, ổn không mày, chính xác đấy. Các bạn nói là dạo này thế nào, ổn không mày cũng ok ạ. Nào cô câu đó là it's been a while. Đây là cô nói nhanh, nói chậm, nó còn nói nhanh hơn này. It's been a while. It's been a while. It's been a while. Đấy là cái gì ạ? It's been a while. Mời các bạn ạ. Nhiều người chưa comment được đúng không ạ? Vì các bạn nghe hơi lạ lạ đúng không? Đây chính là cách mà các bạn có thể nâng cao khả năng nghe của mình bằng cách nghe một câu nhiều lần và to script nó lại. Nếu không nghe được ạ thì chịu khó đợi xem thêm script của nó như thế nào nhé. Nào cô có nói câu it's been a while thì vậy câu đấy nghĩa là gì? It's been a while. Come on. Nhiều người chưa comment được đúng không ạ? Ok, rồi ở đây cô đang sử dụng ở đây là một từ về thì hiện tại hoàn thành của đúng không ạ? Nó ở dạng is. Đây không phải là it's e, it is, mà đây là it has nhé cả lớp nhé. Đó. It's mà cộng với P2 thì đây là it has. Được chưa? Còn it's mà cộng với tính từ thì đây mới là it is nha. Đây là một cái phần ngữ pháp cực kỳ đơn giản nhưng rất nhiều người nhầm ạ. Nếu như sau it's mà cộng với một P2 thì câu này có nghĩa là it has. Còn nếu mà sau it's mà cộng với tính từ thì đây chính là it is. Ok. Vậy cô thấy các bạn comment đúng rồi đây. It's been a while chứ không phải it a while nha.
It's been a while. Câu này nghĩa là gì ạ? Rất tốt ạ. It's been a while. Câu này nghĩa là gì ta? Cô comment bằng mực đỏ cho dễ nhìn nhé. It's been a while. What does it mean? Cái này nghĩa là gì đây ạ? Các bạn ơi, khi mà học và xem livestream của cô Hằng này, chịu có một phần có cái bút hoặc cái tờ giấy, có vở để các bạn nốt lại những cái gì mà cô nói ấy. Vì thông thường những cái này mà các bạn cần nốt thì sẽ nốt nhanh, giống như một buổi học với nhau đấy ạ. Được chưa? It's been a while. Câu này nghĩa là gì ta? It's been a while. Oh, how's it going? It's been a while. Vậy câu này nghĩa là gì? Khó quá không hiểu à? Đã được một lúc rồi. No, Hải ơi. It's wrong. It's not right. It's not correct. It's been a while. Câu này mang nghĩa là? Nào, cô mời các bạn cùng comment và dịch lại cho cô xem ạ. Câu này nghĩa là gì ạ các bạn ơi? What does it mean by it's been a while? Câu này nghĩa là gì ạ? Rất nhiều người chưa trả lời được câu này. I don't know. Okay, it's been a while bằng với cụm từ long time, no see, cũng lâu rồi nhỉ. Đó, đây ạ, nếu bạn nào chưa biết thì các bạn comment lại với cô nhé. It's been a while, nghĩa là long time, no see, cũng lâu rồi chưa gặp nhau đúng không ạ? Nên tôi nói câu là how's it going, it's been a while. Đấy, thông thường hai câu này sẽ đi với nhau, câu số 1 và câu số 2 sẽ đi với nhau các bạn ơi. Câu 1 sẽ là how's it going? Câu thứ hai là it's been a while. Ô rồi, cũng lâu rồi đúng không ạ? Cũng lâu rồi nhỉ? Cũng chưa? Lâu rồi nhỉ? Chưa? Chưa gặp nhau. Vậy con nói là how's it going? Dạo này như thế nào rồi? Đấy chưa? Đã lâu rồi, chính xác. Cũng lâu rồi nhỉ? Đấy chưa? Mọi người nào cùng comment lại với cô nha. Cô nhắc lại với các bạn này, cấu trúc đầu tiên là how's it going? Không đọc là going, vì thông thường là cô đang sử dụng giọng là Anh Mỹ ạ. I am using the American accent, so I am voicing it as how's it going? Chứ mình là how it is going. Được chưa? Cô đọc là how's it going? Cô sử dụng American accent. Được chưa? Giọng Mỹ nên nó sử dụng từ này là how's it going? Chứ là how's it going? Đúng không? Đúng ạ? Chưa? Không đọc là going, going thôi. Và chúng ta sử dụng cụm từ là it's been a while bằng cụm từ long time no see, gọi là cũng lâu rồi nhỉ? Cũng lâu rồi nhỉ? Và chúng ta hỏi thăm nhau. Được chưa? Comment xong chưa cả lớp? Nào cùng comment lại nha. Đừng quên nha. Nào câu tiếp theo ạ. Khi các bạn muốn nói một câu về câu hỏi thăm sức khỏe của mình đúng không ạ? Thì ngoài cái việc các bạn sử dụng cụm từ là hey, how's it going? It's been a while, long time no see, how's it going? Được chưa ạ? Thì chúng ta có thể hoàn toàn có một câu nữa. Đó là câu how's your day going? Câu này mang nghĩa là ngày hôm nay như thế nào? Ngày hôm nay như thế nào? Sử dụng cụm từ ngày hôm nay như thế nào? Dùng là how's your day going? How's your day going? Được chưa? How's your day going? Vậy khá giống với cái từ là how's it going, nhưng hỏi là the day đúng không ạ? Your day going là ngày hôm nay như thế nào? How's your day going? Ok? Được chưa mọi người? How's your day going? Rồi. How's your day going? Được chưa mọi người ơi? Nào cùng comment lại với cô nha. Câu của chúng ta sẽ là how's your day going? How's your day going? How's your day going? Ok, được chưa mọi người? Rồi. Ok, nào cùng comment lại với cô nha. Nhắc lại này, how's your day going? How's your day going? Rất tốt ạ. Câu tiếp theo này, cô sẽ chuyển luôn nhé. Chúng ta sẽ có từ là how's streaks. How's streaks? Nào, ai đó cùng comment lại cho cô nghĩa của cụm này là gì ạ? How's streaks? How's streaks? Nếu các bạn muốn chào hỏi nhau, chúng ta tiếp tục dùng một cụm từ nữa, có nghĩa là how's streaks. How's streaks? Câu này nghĩa là gì ta? How's streaks? How's streaks? Từ này không đọc là how nhé các bạn ơi, cùng đọc từ này là how's. How's streaks? Đó. Một số người nhớ cho cô là chỗ này phải có chữ s gì chữ tricks, nếu không có thì không đúng đâu ạ. Không có chữ s gì sẽ không đúng đâu ạ. So we have the sentence how's streaks and what does it mean by here? Now, câu này cô sẽ nói luôn ạ. How's streaks ở đây mang nghĩa là bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? How's streaks bằng nghĩa với câu are you good or are you well? Đúng không ạ? Are you well? Are you well? Or is everything okay? Đúng không ạ? Câu này dễ rồi.
Nào, vậy câu này có hai câu. Một là how sick hoặc are you well, mang nghĩa là bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Được chưa? Không phải là tình hình thế nào đâu. How sick, bạn có khỏe không? Nói về sức khỏe. Câu này của chúng ta nói về sức khỏe, chúng ta sử dụng từ how sick hoặc are you well. How sick hoặc are you well. Nào cùng comment lại nhé. Từ này có nghĩa là how sick, bạn có khỏe không ạ? Cả câu này thì các bạn nếu như chúng ta chưa gặp, các bạn sẽ thấy chúng ta rất hay gặp trong một số phim, đặc biệt là cách chào hỏi chúng ta theo kiểu slang đúng không ạ? Nói tiếng lóng và những cách chào hỏi của những người mà cực kỳ informal với nhau, tức là rất là thân thiện với nhau. Các bạn sẽ thấy người ta hỏi là hey, how's it going? It's been a while. How's your day going? Or how's treats? Bạn khỏe không? Dạo này như thế nào? Sử dụng how's it going? Đúng không ạ? It's been a while bằng với long time no see. Lâu rồi tôi chẳng gặp bạn gì cả, đúng không ạ? How's it going? Ok, được chưa mọi người ơi? Nào tiếp tục ạ, chúng ta hay có cụm từ nữa là what you doing? What you doing? Bằng với cụm từ what are you doing? Nhưng tuy nhiên khi người ta nói ạ, người ta sẽ lên nhanh thành what you doing? What you doing? Không có chữ g nữa nhé các lớp. What you doing? Rồi, các bạn ơi, nếu ai mà hỏi lớp về các lớp online của cô Hằng ấy ạ, các lớp mà cô đang luyện cho các bạn ấy về cách nghe, nói và giao tiếp ạ, phục vụ cho công việc, thì các bạn cứ inbox cho cô vì hiện tại cô có lớp online, còn đừng hỏi ở trên comment ạ, cô sẽ không kịp trả lời đâu em nhé. Rồi ok ạ, mọi người hãy gửi cho cô personal message thì để cô có thể tư vấn cho các bạn sau. Nào, còn nếu ai mà muốn xem phần livestream này của cô Hằng, các bạn hoàn toàn có thể xem lại trên kênh YouTube Tiếng Anh cô Hằng Bựa hoặc vào tường của cô xem lại nha. Câu tiếp theo của chúng ta này, what are you doing, là bạn đang làm gì thế? Chúng ta có thể sử dụng câu là what you doing, nó chính là dạng shorten của câu trên, đấy chưa? What you doing bằng với từ what are you doing, đúng không ạ? What are you doing thành what you doing, what you doing, what you doing, đấy chưa? Nó nối liền với nhau thành whatcha, vì lý do các bạn nhớ cho cô nhé. Thông thường này water đấy đúng không ạ, thì đọc thành whatcha, whatcha, whatcha. What you doing là bạn đang làm gì thế? Bạn đang làm gì thế? Ví dụ mình đến nhà bạn của mình đúng không ạ, và thấy nó đang lúi húi trong bếp. Oh, what you doing? Hey yo, what you doing? Đúng không? Gặp rất là nhiều trong phim đúng không ạ? Nếu mà các bạn để ý thì bạn sẽ thấy là trình nghe của mình sẽ lên rất là nhiều khi các bạn áp dụng những câu này vào khả năng nghe. Người ta không nói rõ là what are you doing cho mình nghe đâu ạ. Người ta sẽ nói là what are you doing hoặc what you doing. Đấy chứ, doing thôi, không doing đâu ạ. What you doing? Xong chưa? Nào cùng comment lại nhá. Đừng quên nào. What you doing? What you doing? Tiếp tục cụm từ haven't seen you. Haven't seen you for ages and ages. Haven't seen you for ages and ages. Nào, từ này nghĩa là gì ta? Haven't seen you for ages and ages. For ages. Gặp bao giờ chưa cả lớp? Nào các bạn đã gặp bao giờ chưa? Chúng ta có cụm từ haven't seen you for ages and ages. Haven't seen you for ages and ages. Từ này không đọc là SZ nhá. Nhìn cái đọc là SZ này. Đọc cho cô từ này là ages, ages, ages. Haven't seen you for ages. Câu này nghĩa là gì ta? Nào mời các bạn ạ. If you want to say something, I haven't seen you for ages. Vậy câu này nghĩa là gì? What does it mean in English and Vietnamese? Cả hai câu này các bạn hay sử dụng câu gì để thay thế nó ạ? Haven't seen you for ages and ages. Bằng với cụm từ gì nhỉ các bạn nhỉ? Nó chính là long time no see. Chính xác rồi đấy ạ. Đúng rồi. Cô đã thấy các bạn comment đúng rồi đấy ạ. Câu này có nghĩa là lâu rồi không gặp ạ. Comment lại với cô nhé. Haven't seen you for ages and ages. Lâu rồi không gặp, nó cũng chính là cụm từ long time no see, nhưng chúng ta sử dụng cụm từ này bằng câu haven't seen you for ages and ages thì nghe cái câu này của chúng ta nó cường độ hơn đúng không ạ? Ôi dồi ôi, hàng tỷ năm không gặp rồi đúng không ạ? Tỷ năm không gặp, chúng ta sử dụng cụm từ là for ages, là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi ạ. Hoặc là một thời gian dài làm cái gì đấy. Đấy. Chúng ta sử dụng cụm từ for ages. Ví dụ chúng ta có từ là for 10 years, for 5 years, for 15 years. Hoặc for ages là lâu lắm rồi đúng không ạ? Vậy chúng ta sử dụng cụm từ là for ages. Còn nếu các bạn muốn nhấn mạnh vào nó, các bạn dùng cụm từ ở trên đó là for ages and ages đúng không ạ? Và cô đọc nhanh thành haven't seen you for ages and ages. Haven't seen you is ages and ages.
là lâu rồi, lâu lắm rồi, cả tỷ năm không gặp, đúng chưa? Giống như phong cách của người Việt của chúng ta nói đấy ạ. Rồi nhá, cô nhắc lại một lần nữa cụm từ này và các bạn comment lại cho cô nhá. Nào, đừng lười comment, vì một lần comment là các bạn sẽ là một lần nhớ. Còn nếu các bạn không comment, các bạn chả nhớ cái gì đâu ạ. Now, so the word here is ages. Ages có nghĩa là rất lâu rồi, bằng với for a long time. Và chúng ta có cụm từ for a long time bằng với it's been a while, hoặc là long time no see. Và người ta cùng cả cụm từ luôn là I haven't seen you for ages and ages. Lâu lắm rồi tôi chẳng gặp bạn gì cả, đúng chưa? Ừ, câu tiếp theo nha. Nào, giả sử chúng ta đang đi ở ngoài chợ đúng không ạ? Và chúng ta lại gặp nhau, chúng ta sẽ có câu gì? Hey, so we've met again, huh? We've met again, huh? Hey, so we've met again, huh? Câu này gặp rất là nhiều trong phim ạ. Câu này nghĩa là gì ạ? Hey, so we've met again, huh? Lâu rồi mà chúng ta đi thì sẽ nhìn thấy nhau ngoài đâu ở đấy này, xong tiếp tục ngày mai lại gặp nhau nữa này, thì chúng ta lại hey, so we met again á. Vậy con này sẽ là gì? So we've met again, huh? Vậy câu này các bạn nhớ cho cô nhá, chúng ta sẽ có một phần nối âm ở đây, đó là từ met again. Nhiều người đọc là met again, không cần các bạn ạ. Ở trong Anh Mỹ các bạn không cần phải đọc từ này là met again, vì chữ T kẹp giữa hai nguyên âm chúng ta được quyền đọc là met again ạ. Met again, met again. Nào, vậy câu này sẽ đọc là so we've met again, huh? Đúng không ạ? Vậy từ này không đọc là met again, cô nhắc lại. Cô sẽ đọc từ này là so we've met again, huh? So we've met again, huh? Đấy chưa? Đúng rồi, lại gặp nhau rồi, chính xác ạ. Hey, so we've met again, huh? Ok chưa? Rồi, rất tốt ạ. Câu này khá là dễ đúng không ạ? Chúng tôi lại gặp nhau rồi. Rất là quan trọng để nhớ những từ này nhá. Chúng ta lại gặp nhau rồi đúng không ạ? Nghe có gì đấy chán chán đúng không? Ngập và gặp nhau rồi. Hey, so we've met again, huh? Thấy chưa ạ? Nào comment lại với cô nhá. Một số câu này là rất là hay khi các bạn nâng cao trình nghe của mình ạ. Đặc biệt là trong phần giao tiếp. Cần câu hỏi gì các bạn cứ nhớ trong và comment lại xuống dưới nhé. Please don't hesitate to leave comment here if you have any questions for me. Ok? Rồi, tiếp tục ạ. I won't take a minute. I won't take a minute. Cụm từ này hiểu là gì ạ? I won't take a minute. Gặp nhau và chúng ta bàn luôn về một chuyện gì đấy và tôi nói là, oh, I won't take a minute. Nó như thế nào đấy ạ? Nào mời các bạn ạ. I won't take a minute. Rồi, câu này nghĩa là gì các bạn? I won't take a minute. Okay, so what does it mean by this? I won't take a minute. Vậy câu này dịch là gì ạ? Câu này dịch là gì đây? I won't take a minute. I won't take a minute. I won't take a minute. Câu này nhớ cho cô là phải có tự ơ nhé. I won't take a minute. Tôi không cần mất thêm thời gian. Tôi không mất thời gian nữa. Thật không? Không đúng rồi. I won't take a minute có nghĩa là sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Rồi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. I won't take a minute. Nào, có ví dụ nhé. Nào, tôi muốn trao đổi nhanh với anh về dự án mới. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Vậy các bạn sẽ dịch câu này như thế nào cho cô ạ? Cùng dịch cho cô nhé, câu này như thế nào đây ạ? Tôi muốn trao đổi nhanh với anh về dự án mới. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Come on. Mời các bạn ạ. Tôi muốn trao đổi với anh về dự án mới. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Now, how can we use this sentence in English? Trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói câu này như thế nào đấy ạ? Tôi muốn trao đổi nhanh với anh về dự án mới và sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Nhắc lại một lần nữa nhá. I won't take a minute. I won't take a minute. Câu này sẽ mang nghĩa là tôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu, đúng không ạ? Vậy câu này sẽ nói như thế nào đây? Tôi không có thời gian, không đúng ạ? I won't take a minute. Các bạn comment lại cho cô câu này nha. Comment lại đi nào. I won't take a minute. I won't take a minute. Mang nghĩa là sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ. I won't take a minute. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cùng comment lại với cô nhá, cho quen nhá. Vì có một số bạn đã dịch sai rất là nhiều đấy ạ. Chúng ta sẽ không sử dụng câu này là tôi không có thời gian. Tôi không cần mất thêm thời gian cũng không đúng luôn. I won't take a minute. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu ấy, đúng không ạ? Vậy câu này sẽ nói là I won't take a minute. Nối âm nhá. Take a minute. Take a minute. Từ đối từ này không đọc là minute mà đọc từ này là minute. 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 I won't take a minute. I won't take a minute. Okay? So I know, am I clear enough for you? With this one, try to make it out like I won't take a minute. I won't take a minute. Okay? Không đọc là I won't take a minute nha. Chúng ta sẽ đọc từ này là I won't take a minute. Take a minute. Có ending sound ở đây đúng không ạ? Vậy câu này sẽ hiểu là sẽ không mất nhiều thời gian đâu khi mà chúng ta trao đổi cái gì đấy hoặc là nói nhanh cái gì đấy đúng không ạ? Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có một example cho các bạn cùng thực hành đây. Now, let's take an example for you. Firstly, tôi muốn trao đổi nhanh với anh về dự án mới. Trao đổi chúng ta sử dụng từ gì nhỉ các lớp nhỉ? Trao đổi về cái gì đấy? Các bạn có thể dùng từ talk hoặc discuss đều ok đúng không ạ? Very good. Now, vậy bây giờ cô muốn cả nói cái câu sẽ nói như thế nào đây ạ? Tôi muốn trao đổi nhanh với anh. Muốn trao đổi nhanh với anh về cái gì đấy? Tôi muốn trao đổi nhanh. Các bạn sử dụng từ discuss cũng ok và từ talk cũng ok ạ. Nào, cùng comment cho cô xem nào. Tôi muốn trao đổi anh về dự án mới ạ. Trao đổi nhanh với anh về dự án mới. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ok, how can you translate this sentence into English? Làm thế nào để chúng ta dịch sang tiếng Anh đây? Nào, ok rồi, cô cảm ơn các bạn nha. Ví dụ như là Hường này, Sĩ Thu này. Good, rất tốt ạ. Rồi bạn là Thắng này, Hương này, Quy này, Yến, Nhật này, Thị Tâm. Ok, good. I want to hoặc I would like đều ok các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng từ want để thay từ would like cho thay từ want. Vì thông thường á, các bạn dùng want quá nhiều thì cũng có thể thay cho các bạn bằng từ này. Nghe sẽ hay hơn và nghe sang hơn đúng không ạ? Tôi muốn trao đổi nhanh. I would like to quickly discuss. Quickly discuss with you about the new project. It thành I won't take a minute. I won't take a minute. Mà nghĩa là tôi không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu đúng không ạ? Đây chính là câu của chúng ta nhé. Các bạn nhớ cho cô would like và want có thể dùng lẫn cho nhau được. Và thông thường sử dụng would like cho sang mục. Tôi muốn trao đổi nhanh với anh về dự án mới. Sử dụng I would like to quickly discuss. Ở đây cô sử dụng cụm động từ verb phrase quickly discuss with you, với anh, about the new project. Từ này không đọc là project nha. Cô nhắc lại một lần nữa. Chúng ta không đọc từ này là từ project, cô đọc từ này là từ project. Okay? So with this word, I would like to quickly discuss with you about the new project. I won't take a minute. Được chưa? Rồi, đúng rồi đấy. Các bạn làm rất đúng rồi đấy. Các bạn mình thấy là các bạn làm rất là nhanh rồi. Những phần này các bạn không quá khó với các bạn, nên là chịu khó comment thật nhanh cho cô nhé. Và ai chưa comment được thì cùng gõ lại cho cô đáp án của chúng ta câu này như sau. I would like to quickly discuss with you about the new project. I won't take a minute. I won't take a minute. Được chưa? Nào comment cả câu này xuống cho cô nhé. Để chúng ta cùng đọc lại với cô nào. Ít nhất là cô sẽ đọc cho các bạn 5 lần câu này để các bạn cùng thẩm âm với cô luôn và cố gắng và nhại lại này. Một lần đọc, một lần viết là được một lần nhớ, nên là đừng có lười nha các bạn ơi. Câu này sẽ nói như sau nha. I would like to quickly discuss with you about the new project. I won't take a minute. Được chưa? Nhớ cho cô là take a minute, nối âm. I would like to quickly discuss with you about the new project. I won't take a minute. Được chưa? Nói cô đọc lại một lần cuối nhé. I would like to quickly discuss with you about the new project. I won't take a minute. Rồi, lần cuối này, đọc thật chậm thôi để các bạn cùng theo luôn nha.
I would like to discuss thành quickly discuss. Vì lý do ở đây cô Hằng sử dụng cụm động từ quickly discuss, trao đổi nhanh. Còn nếu các bạn sử dụng lực discuss quickly cũng được, không có vấn đề gì nhé. Vì lý do là chúng ta có thể đảo vị trí của trạng từ trong cụm động từ. I would like to quickly discuss with you about the new project. I won't take a minute. Ok? Rồi, that's all. Được chưa mọi người ơi? Xong nhé. Nào, tiếp tục ạ. Rồi, cô cảm thấy các bạn làm rất là nhanh rồi. Very good. Nào, tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ có câu tiếp theo này. Chúng ta có câu là câu Lady First. Câu này thì cô thấy bạn nào cũng đã từng nghe trong phim này. Đặc biệt là các phim ngôn tình, đúng không? Lady First. Vậy câu này là gì? Lady First. Lady First. Lady First. Lady First. Câu này dễ quá. Nào, comment lại cho cô nào. What does it mean by lady first? Come on. Các bạn khác đâu ạ? Lady first. What does it mean by lady first? This is a very common phrase for you when you want to use something or prioritize something. Đúng không? Nếu các bạn muốn sử dụng cái gì hoặc các bạn muốn ưu tiên cái gì thì các bạn sử dụng câu lady first này ạ. Mời quý bà hoặc là ưu tiên phụ nữ, mời cô, đúng rồi ạ. Ok, lady first là nghĩa là ưu tiên phụ nữ, đúng rồi đấy. Ưu tiên phụ nữ ạ. Ở nước ngoài thì có một cái văn hóa đúng không ạ? Ok, so in some foreign countries there is a cultural, very common cultural that lady first and then come to children, the dog and then the man, đúng không ạ? Tức là đầu tiên sẽ có phụ nữ trước này. Second is the children or the child, đúng không ạ? Người thứ hai sẽ là children or the child, là trẻ con. The third is the dog and the last one is a man. Tức là bao giờ cuối cùng ạ? Thứ ba là con chó và cuối cùng là mới là đàn ông, đúng không ạ? Phụ nữ, trẻ em, đến chó rồi mới đến đàn ông. Đó. Đấy là sử dụng lady first trong cái trường hợp này là mời bà ưu tiên phụ nữ trước, đúng không ạ? Tiếp tục after you. After you. Vậy khi mà chúng ta nói là lady first, after you, câu này sẽ nói là gì? Lady first, after you. Các bạn sẽ hiểu câu này là gì ạ? Lady first and after you. Lady first and after you. Come on. Rồi nhường bạn đi trước cũng được, sử dụng the lady first rồi nhưng từ after you cơ. After you các bạn sẽ hiểu là gì ạ? Come on các bạn ơi, những người khác đâu ạ? các bạn chưa dịch được cụm này ạ, các bạn nhớ nhé, after you đây không phải là mày đâu nữa, mà cái từ after you là dành cho chính mình đó. Ví dụ mình nói là lady first thì after you chính là chúng ta đó ạ, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác, các bạn đang dịch đúng rồi đấy. Cô thấy có một số bạn dịch được đúng rồi này. Còn nếu mà ai nói là sau đến mày là không có đúng ạ. Sau đến mày là không có đúng nha. After you mang nghĩa là đến lượt tớ sau. Hoặc tôi sẽ đi sau, hoặc tôi sẽ theo sau. Ví dụ tôi nói lady first, mời cô đi trước. After you, tôi sẽ đi sau. Được chưa? Cả câu sẽ là lady first, after you. Lady first là after you. Lady first, after you mang nghĩa là mời cô đi trước và tôi sẽ đi sau, được chưa? Đến lượt tôi sau chứ không là sau đến mày nhá. Ok, sau đó tới tôi đó. After you mang nghĩa là sau đó tới tôi. Tôi đi theo bạn gọi là after you, được chưa? Cô nhắc lại một lần nữa nhá. Ưu tiên phụ nữ hoặc là mời ai đó đi trước mình ạ, mà người đấy là phụ nữ chúng ta sử dụng cụm từ lady first. Lady first. Còn nếu như người đấy ạ mà là đàn ông thì chắc chắn chúng ta sẽ không dùng câu này rồi, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta nói rằng tôi sẽ đi theo sau cô sử dụng từ là after you, thấy chưa? Nhớ nhá. Cô thấy có một số bạn lại comment là sau đến mày là không có đúng đâu ạ. Không phải là sau đến mày nhá các bạn ơi. Câu này của chúng ta lady first mang nghĩa là ưu tiên phụ nữ đi trước và after you là tôi sẽ đi sau. Được rồi chứ? Vậy học là có cái nhiều cái nó vỡ ra mà các bạn đang hiểu nhầm đúng không ạ? Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục ạ, chúng ta có từ water relief. Water relief. Water relief mang nghĩa là thật nhẹ nhõm hoặc thật sảng khoái. Nào một ví dụ nhé các bạn.
thật là nhẹ nhõm. Tôi vừa biết tin mình đỗ kỳ thi lái xe. Rồi. Thật là nhẹ nhõm, tôi vừa biết tin mình đỗ kỳ thi lái xe. Vậy nói như thế nào đấy ạ? Water relief. Các bạn nhớ cho cô từ này nhá. Water relief. Water relief. Water relief. Được chưa? Water relief. Đúng rồi đấy ạ. Rồi comment lại cho cô nhá. Water relief nghĩa là thật là nhẹ nhõm và thật là sảng khoái. Nào comment nhanh hơn cho cô nào. Nếu bây giờ tôi có một câu này, thật là nhẹ nhõm tôi vừa biết tin mình đỗ kỳ thi lái xe, chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? À, thật là nhẹ nhõm và tôi vừa biết tin mình đỗ kỳ thi lái xe. Các bạn muốn mỗi lần mà livestream ở Facebook báo cho các bạn về cái bài livestream của cô Hoàng Nghệ, các bạn cố gắng là ấn vào cái nút follow cô Hoàng và để ở chế độ xem trước nhé. Mỗi lần mà các bạn ấn như thế thì một lần cô livestream ở Facebook sẽ báo cho các bạn luôn ạ. Đấy, thì sẽ dễ hơn và đặt ở chế độ xem trước thì mới thấy ạ. Chứ còn nếu follow bình thường thì sẽ không thấy đâu. Nào. Đầu tiên chúng ta có từ từ biết ạ. Các bạn có từ gì nhỉ? Biết các bạn có thể sử dụng từ know cũng được này, notice cũng được này, aware cũng được, be aware cũng được. Được chưa? Hoặc là be notified cũng được. Điều mang nghĩa là được thông báo hoặc được biết. Đó, know, notice, be aware, be notified. What a relief. Đúng rồi. Tôi vừa biết chứ, tôi các bạn còn thiếu từ vừa biết nhé các bạn. Nếu các bạn chỉ nói là I have just passed thì chưa đủ ạ. Cô muốn nói là tôi vừa biết tin mình đỗ kỳ thi lái xe, vậy đó đã kết hợp hai từ đúng không ạ? Rồi, câu này đã là gì đấy ạ? Tôi vừa biết bạn sử dụng là hear. Hear thông thường mang nghĩa là nghe nhé, mà chúng ta muốn nói từ này là từ biết ạ. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã thắng Tạ Bảo Hường Nguyễn này, Quy này, Tâm này, Nga này, ok, Yến này. Good. Rồi, vậy bây giờ các bạn cùng nhìn cô xử lý câu này nhé. Thật là nhẹ nhõm sử dụng cụm từ water relief. Water relief, đúng không? Cô đọc là water, không đọc water nữa. Vì lý do ở đây chúng ta có từ T kèm giữa hai nguyên âm, đọc là D luôn. Water relief. I vừa biết đúng không? Have just known that. Hoặc I have just been aware that I pass the driving test. Từ này không sử dụng là driver test như một số bạn vừa comment. Cô nói lại từ này là driving test. Vậy ở đây cô có hai cụm nha. Một, what a relief. I have just known that. I have just known that. I have just been aware that. Tùy các bạn, nếu các bạn sử dụng động từ known thì sử dụng là just known. Nhưng nếu các bạn sử dụng tính từ aware thì sẽ là been aware. What a relief. I have just known that or I have just been aware that. I passed the driving test. Được chưa? What a relief. I have just known that or I have just been aware that I passed the driving test. Được chưa nào? Rồi cùng comment lại cho cô nhé. Chúng ta có hai cách này. Một, chúng ta có thể nói I have just known that. Tôi vừa biết rằng tôi đã đỗ, thì câu này mình sử dụng là hiện tại hoàn thành ở câu trước là tôi vừa biết. Còn câu thứ hai mình sử dụng đã đỗ, sử dụng tính từ pass, à, động từ pass ở quá khứ đơn. Được chưa? Và kỳ thi lái xe sử dụng từ driving. Driving test. Driving test. Okay, nhắc lại một lần nữa nha và cùng đọc lại với các bạn này. What a relief. I have just known that I passed the driving test. I passed the driving test. Chứ không sử dụng là I have thành had passed. Vì lý do cái từ pass này chỉ sử dụng quá khứ đơn là đủ ạ. Được rồi nhé mọi người ơi. Nào vậy hôm nay cô Hằng vừa mới dừng ở cái phần là giúp các bạn có thể nâng kỹ năng nghe. Chúng ta có một điều luôn nhớ là chịu khó nghe và nói thật nhiều. Xem là cái cách sử dụng những cái từ này trong môi trường thực tế, communication và conversation qua bộ phim này, và cách chúng ta nói như thế nào này, đúng không ạ? Không đọc bình thường là what are you doing, mà đọc là what you doing, what you doing, how's it going, how's it going, đúng không ạ? Để thông thường những từ đấy nó không nói bình thường nữa, mà mình sử dụng là after you, lady first, after you. Hoặc các bạn sử dụng là it's been a while, không biết từ đấy nghĩa là gì thì nhớ phải tra lại hoặc là nghe xem lại cái bài này của cô nhé. It's been a while không phải là cái gì đấy mà nghĩa là lâu rồi ạ. Hoặc là haven't seen you for ages and ages, nó nghĩa là lâu rồi tớ chưa gặp bạn. Thế thôi nhé mọi người ơi, hôm nay cô thấy các bạn comment rất là nhanh ạ và nhiều.
Và đặc biệt là một số bạn thì các bạn ấy comment còn nhanh hơn cả tốc độ cô gõ và gõ chữ luôn. Rất là tốt. Và chịu khó xem lại phần livestream này để ôn lại bài nhé các bạn. That's all for today and I hope that I can meet you guys in the next video. Bye bye, see you.